Ở đi làm ăn biết gì cũng cực khổ, ai biết gì kêu nó ở nhà nấu cơm nấu nước cho mình ăn, đi mất cái gì cũng tự làm chứ. Nấu nướng có ngon lành gì chứ, còn kệ đi, mình nấu mình ăn mà chứ ai ăn đâu sợ. Còn dở thì mình cũng ăn. Anh ơi. Ô. Bảy đi đâu hả? Ủa làm gì anh? À, rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Vợ đâu? Đi ra ngoài rồi. Đi 2-3 bữa nay rồi. Cho tao xin giấy bà bí đao đi. Bí đao mới đi chợ mua xin gì trời. À, mấy trò xin cháu đủ gì vậy? Hầm mấy thịt heo, giò heo mới mua. À đù. Có tiền mua thịt heo mà không có tiền mua đu đủ hả? Tiền đu đủ ở đâu xin chạy, đu đủ có mấy trái rồi xin gì? Tại đâu nó chơi với chú ngoại thôi, chơi mẹ bán trái rồi. Ở đây con bán trái 20.000 nha. Rồi mua được mua. Không bớt hả? Không, đu đủ ở đây cây có mấy trái mà lũ con trái 20.000 nó cao mày. Thì lũ này cao đúng rồi. Cao lắm hả? Giá tiền hay bán giá tiền cao á. Ừ. Bây giờ 18.000 trái đi. Mất công thòi nữa, 20.000. Ở đây tao bán 20 không à. Thì mua được mua không được thôi quá. Lũ này cũng được rồi. Thôi tao đi nấu cơm à. Thôi bây giờ bán trái đi không? Rồi không? Trời ơi, đi ra chợ thì mua đại đi ở đó mà còn đi mua rồi nói không cả giá. Đi ra ngoài. Hôm sớm thấy mày tốt nghiệp tao mới mua đó. Ra ngoài mua 30.000 trái á. Đủ 30.000 cái trái bự. Ờ vịnh 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 kêu đủ nha. Từ đủ mà vịnh nè. Ờ vịnh đó để nó ngã ngược qua bển á. Vậy tôm gì được không? Nguy hiểm. Cái này nè, cái này đổi đứt nè, bên này nè. Cái này hả? Ờ. Cái này tới. Ồ cái cuốn này tới 3 trái dữ người ta. Đó, mỏ vịt luôn đó. Mỏ vịt. Trên cây mới chát luôn đó. Rửa luôn ơi. Rửa gì? Tính tiền nước không? Thôi nước tính gì? Thiếu nha. Đâu được. Trộm sớm không thiếu đi, bữa nào có tiền trả. Thiếu gì mà thiếu trời. Đủ người ta còn có mấy trái đó. Trời thiếu cũng không cho nữa. Nhiều. 20. Nhanh nhanh đi, tao còn nấu cơm nữa. Cái quần bên kia không chùi. Quần này chút tao còn đi đám cưới rồi. À rồi đám cưới. Như 20 hả? Ừ. Đưa 30 luôn cũng được. Có rảnh ha. À tiểu gác không lên. Rồi thôi làm gì làm, tôi đi nấu cơm à. Dạ về nghe các bạn nghe. Rồi về đây. Bắt nước đây. Chút mà uống trà coi. Trầm cà phê rồi. Ồ sôi rồi, nước sôi nữa. Ủa đâu Út sao lỗ? Mấy tên là Thanh ơi. Ừ. Có chuyện gì không? Có chứ, đi ra là biết có chuyện rồi. Có gì vui không kể nghe. À nắng bà Tư à? Bà Tư bữa nay bà có mặn con heo á. Để xẻ thịt rồi cái bà chia cho hết cả sớm á. Người cho người mới xài á. Bà có chia cho anh không? Ủa sao anh không nghe ta? Hình như bà bên sông không? Ừ. Bên sông rồi sao nghe. Nó nằm tuốt của bển xa lắm. Ủa nghe nói gì chia nhiều lắm mà không tới đây sao ta? Sáng giờ ngủ mới thức dậy chắc không hay chứ gì. Ủa mà chị nhà đâu rồi anh? Đi về ngoại rồi. Về ngoại hả? Ừ 2-3 bữa gài rồi. Thì nói cho anh nghe thì ngày sáng bà có chia cho cái đầu. Ờ. Đầu con heo á. Rồi tính kho lạc hay gì? Heo kho lạc cha. Ai biết làm món gì? Bây giờ bà cho nhưng mà lỡ cỡ rồi cái không có xe đẩy không có á. Xin ít trái đủ đủ. Xe đẩy hả? Kệ có xe muối kìa. Xe muối làm gì có đủ đủ. Ừ quên hết, xe đó bán muối không à. Làm gì vậy nó tóm lại là làm gì? Nhà trái đủ thì không sợ. Không sợ, đủ đủ. Còn xe đẩy bữa nay không có hả? Không có đi chợ luôn hả? Lỡ cỡ thì mình đi chợ nó sao, qua đây xin cho gần ha, em đi ha. Ê,
Thôi nè, đâu được, đu đủ ở đây là anh bán cái 20. Ủa anh em mình không ngờ bán 20 gì lẽ có vậy. Đâu được, cây đu đủ còn mấy trái à? Con chùm cái kè đó chùm còn nhiều hơn chùm trứng. Đâu được, ông Bảy, ông một cô vợ ông mà một trái anh còn bán ổng 20 ngàn đó. Thì được rồi, mua không được thì được khác không? Kiếm chỗ khác đi. Được, kiếm chỗ khác đi, đâu được. Cây đu đủ trồng mấy năm trời á. Anh em mình không mà trước giờ có qua có lại. Còn mấy qua cây đu đủ là sao? Cây con trái chín đỏ chắc. Ngồi rồi sao hùng dữ lắm, mệt ba chữ gì nha. Anh em mình có lẽ có 20 không? Ờ, nha. Được, cái này hết tiền uống trà rồi. Phải có chút đỉnh mua trà đồ uống. Tính anh em nhau không mà đi. Thôi bây giờ mua hay không nói đại đi, giờ tôi mất thời gian quá, tôi đi mà chăm nước nấu cơm đồ nữa. Đem nhau không có 20 chục. Rồi. Bây giờ mua không? Không cho thôi, mợ ơi, giờ trời ơi. Nói gì? Nó gì keo kẹt dữ vậy trời, có 20 ngàn mà nó không dám sức nữa. Thiệt. Ông nội nè, anh em với nhau không từ trước giờ giúp qua giúp lại. Mà có mấy chục ngàn cũng lấy nữa. Có 20 ngàn à. Cũng làm hiểm làm hổ nữa. Hồi trước giờ mình qua mình quét nhà quét cửa cho ông có sao đâu. Có tính toán gì đâu. Có mấy chục ngàn cũng lấy mình nữa. Nè. Tôi đợi cho ông đi ra làm sao tôi buồn hết một cây đủ rồi tôi cưa xuống luôn trong coi. Tức. À, sớm viền không anh em nhau không mà tối xử vậy đó. Có tiền túi tiền cho chim á đã bàn ăn không mà. Còn anh em nhau tính từ chút từ chút. Cái này nha tôi cho ông gãy cánh luôn. Ông mà đi tôi cuồng hết nguyên cây trong coi. Cha cha đi đâu mất tiêu rồi. Đâu à? Trời ơi, lụm trời ơi. Tôi buồn hết nguyên cây rồi. Tôi không biết thế nào là lễ độ. Ông lấy tiền cái ông cho, ông cho đại bàng ăn hết cái này cho ông gãy cánh luôn. Đại bàng hả? Bỏ hết luôn nha. Đại bàng hả? Cái này đại bàng cũng gãy cánh nữa cho đại bàng hả? Cho gãy cánh cái này luôn. Sẽ không chịu hả? Để bàn hả? Ăn không được phá trời trời nè. Buồn hết. Ngủ quá. Phá cho hầu trời vậy. Được, phá cho hầu trời vậy đó. Ra đầu không biết nữa. Kiếm cái bọc. Kiếm cái bọc. Kiếm cái bọc. Ồ. Cái bao luôn. Chị này. Chuột bánh lại, đường bánh lại. Trời ơi, lụm trời. Quá tiếng quá yếu. Trời ơi. Nó làm gì đâu? Trời, cái đu đủ của tôi nó bị hết trơn luôn rồi trời.
có đâu còn gì có bé hết đâu, còn nhóc chân á. Trời ơi. Bẻ bắt chân đủ luôn rồi. Tôi làm cái gì mà bẻ hết trơn nè. Hả? Ngồi xuống. Làm gì đây? Rồi đu đủ này làm gì? Bẻ vậy không có đủ, tự nó rụng á. Trời, đó còn hai trái nữa kìa. Kìa, bên đó còn trái nữa kìa. Lâm cho nó vô luôn. Ôi trời. Cái này ra trơn cái đu đủ luôn rồi. Không có, tự nó rụng. Tự nó rụng á, có hái đâu. Rụng hả? Thì nó rụng thôi. Rụng mà cái cuốn ha, mũ chảy tôm tôm gì nè hả? Rụng hả? Thì nó rụng xuống đó. Trời ơi trời. Đâu có hái đâu. Đây. Rồi tay chân coi kìa. Một trái 20 ngàn. Trời có hái. Đây. Một trái 20 ngàn. Thôi ông Bảy mua chứ bự mới 20 ngàn. Chứ nhỏ thì 20 ngàn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 trái. 26 trái, 20 ngàn trái, 26 trái, 520 ngàn. Trả 520 ngàn cho đây. Chứ gì? 520 ngàn. Chứ trái bị lớn mà đòi 20 ngàn trái, ông cắt cổ người ta sát ớt vô mắt hay gì vậy? Trái bị lớn rồi, chừng nữa nó bự lên bị lớn này 20 ngàn. Bị lớn, lấy bị lớn, nó bự lên bị lớn. Bự lên bị lớn. Bắn hả? Không, bị lớn gì nè. Trái gì, trái đó đủ nào bị lớn. Trái dứng hả? Trái dứng hay gì mà trái bị lớn? Tính chị 10 ngàn ký là rẻ đó. 10 ngàn ký gì? Giờ 20 ngàn trái đó, giờ có trả không? Không trả tao bắt đi lên phường. Tiền trả không? Không? Không trả đi lên phường. Không, không có một ngàn nữa. Tiền đâu trả. Tiền đâu không có ngàn hả? Hả? Không có tiền trả hả? Không có tiền trả. Tiền đâu trả. Thôi, dạ. Để tới công chuyện rồi. Đó này. Nó tự nó rụng mà đâu có hái đâu nè, tao chân thịt trơn nè. Đi lên phường. Thôi. Tiền đi lên phường. Từ nó rụng mà. Trả không? Không trả thì đi ra ngoài xe ngoài xã. Đi xã đi. Nó chơi đó, đây nó chơi đó. Trời, bẻ người ta hạch chơi cái cây đu đủ luôn rồi, 20 mấy trái đu đủ. Dạ. Còn cái gì kìa mà cái cây đu đủ tao ăn nữa. Dạ, vợ đâu có nhà phải không? Còn hỏi nữa, nó đi mấy ngày nay rồi. Gì vậy, không có tiền về trả cái khác được không? Trả cái gì? Trả bằng cái đó. Cái đó là cái gì? Cái trái dứng được không? Đầu lao. Trái dứng mà trả. Trái dứng nó nằm bên đây trả gì? Hay đi vô chỗ thì ta lấy cái bà trà lốn cái người ta đắp qua cái trái dính được không? Vụ này ngon cái gì ta? Cái bà trà lốn cái thấy mình mấy cực lửa luôn. Sao trầm? 600 à? Sao trầm? Một giấy 600. Rồi cái này hết 520 rồi. Sao? Đi còn 80. Sao? Đi còn 80 đi luôn. Bỏ cái tặc nha. Mày mới mốt mà không có cái mà đi ăn cơm gì đó nha. Bỏ tặc gì? Sướng muốn chết bỏ tặc đi. Công nhận mình hung thiệt. Có đủ ăn mà còn lại được 100 nữa. Có ai mà khôn bằng mình mà được sướng nữa.